Ha ha, cho chị hai uống rồi, ngon không? Thiệt. Ừ, tụi con uống rồi, con có mời bà cô chú không? Mẹ ông bà cô Được, chú không phải. Nha. Rồi rồi, con chào bà cô chú đi. nha. Chào bà cô chú. Đúng. Thanh hả? Thanh Long. Em này thích uống thanh long lắm, chào bà cô chú đi. Chào bà cô chú đi uống. Chào bà cô chú. Nè. À, bán phẩm xuống. Ồ, uống xong mới chào cái trường bể cái đi ha con. Chào cô chú, anh chị em và các bạn đến với kênh An Tánh California Cuộc Sống Mỹ các bạn ơi. Hôm trước á, cũng đi sang đi có cồn mấy lần trước rồi ha. Tại vì mình mua mà mình không có thời gian review cho cô chú, anh chị em và các bạn xem. Cái túi trên tay Phượng nè, cái túi này á, là thanh long với lại xoài, trái cây á các bạn. Thường thường á, nhà Phượng hay xay sinh tố bằng trái cây đông đá không à. Phượng cũng ít có xay bằng trái cây tươi lắm. Nhiều khi cái Phượng cũng có mua diệp quất nè, hoặc là dâu á, mua trong các cồ về rồi mình bỏ ra mình xay sinh tố thôi. Thì bữa hổm Phượng đi, Phượng tình cờ Phượng thấy được á là Costco họ có bán thanh long rồi xoài một một bịch vậy á, là 3 phao đó các bạn, là 1,3 kg đó. Nó Phượng mua về mà hổm dài cũng chưa có thời gian mà review cho cô chú anh chị em và các bạn xem nữa, thì hôm nay mình sẽ tháo ra mình review ha. Thì Phượng sẽ xay sinh tố nha. Cái này là trái cây họ đông đá đó các bạn, cái túi thì tính thế này nè. Wow, để Phượng coi coi, mình cũng chưa từng ăn qua cái loại trái cây này. Wow, vậy là tiện ha, trái cây xoài với lại thanh long đỏ họ đông đá như thế này nè các bạn, có từng túi luôn ha. Mà nó thật sự thì thanh long đỏ ít nha, xoài thì nhiều, chắc là thanh long cũng hơi mất đó các bạn. Họ vô từng túi gì nè. Cái này mình tiện ha, mỗi lần mình sai cái mình lấy ra một túi vậy ha. Ở trong đây thì có thanh long đỏ với lại xoài, nhưng mà cũng thấy thanh long cái lượng hơi ít hơn nha. Đây, giờ có một bịch trong đây có mấy túi nha. 1, 2, 3, 4, 5. Vậy là một bịch, vậy là có 6 túi, tính luôn túi này là 6 túi nha các bạn. Giờ mình lấy ra mình xoay sinh tố nha. Giá thì nhiêu Phụng cũng quên rồi. Tại vì cái này Phụng đi quay Phụng thấy nè. Rồi nhà mình thì cũng hay ăn sinh tố bằng trái cây đông đá đó. Rồi Phụng mua thấy không cái lạ nha. Cái này là Phụng thấy có cò họ mới có bán thôi đó. Thanh long ruột đỏ với lại xoài, thường thì mùa mùa dâu hoặc là blueberry đó các bạn. Mà thấy lạ thành ra thì Phụng mua, Phụng về review cho cô chú anh chị em và các bạn xem. Giờ bỏ vô có sao sinh tố một sai ha. Thường thì nhà Phượng xay sinh tố Phượng dùng cái sữa này nha các bạn, sữa hạt almond ha. Đây cái loại sữa này nè, cái sữa hạt almond thì hoặc là các bạn không dùng sữa này thì mình dùng sữa tươi, nhưng mà sữa này mình cũng mua Costco luôn nè. Thì mình tháo ra thôi để Phượng lấy kéo. Cái sữa ơi mình nó thì không có, nó không có giống như là chắc Phượng sai chở nửa bịch quá, tại Phượng cho chuối nữa, nó không có ngọt. Sữa ơi mình không ngọt, chuối, những cái chuối mà mình mua Costco về đó các bạn, mình ăn không hết á, mình lột vỏ ra rồi mình bẻ đôi ra, Phượng bỏ vô tủ lạnh vậy nè, rồi đông đá lại. Khi nào mà mình xay sinh tố thì mình lấy ra một nửa trái hoặc là một trái. Phượng thì sử dụng một trái, Phượng lấy độ ngọt từ chuối á để mà Phượng làm sinh tố. Rồi xong rồi cái mình cho sữa hạt ôi mình vào các bạn, trước khi cho thì mình lắc lắc mình sữa lên cho đều ha. Cái sữa này thì nó lạc lắm, nó không có ngọt đâu. Mình ra là Phượng bỏ một trái chuối để lấy độ ngọt thôi. Rồi nhà mình cứ hay xay sinh tố vậy thôi à, chứ mình không có sử dụng sữa. Mình cho vào cái ly mình xay để Phượng thử coi nó ngon không ha. Rồi các bạn hãy mua, nhưng mà ngon thì mình mua, tại có thanh Phượng thì Phượng thấy thanh long đỏ nó hơi ít chứ không có nhiều, xoài nhiều, thanh long đỏ chắc hơi mắc á. Bây giờ con làm nó sinh tố rồi nè. Thì thường thường á, trái cây đông đá thì mình la sao sinh tố thì mình khỏi cần bỏ nước đá các bạn. Thì ra là nhà Phượng hay làm vậy đó. Mình đổ ra ly nha, nhìn cũng ngon lắm. Cái mình bỏ một trái chuối vô cái cũng có độ ngọt rồi.
Nếu mà các bạn thích sữa thì dùng sữa, còn Phượng đây Phượng dùng sữa almond á. Wow, nhìn cũng hấp dẫn quá. Nhìn cái ly cũng hấp dẫn quá. Kiếm cái muỗng đó. Mà Phượng thấy thanh long đỏ hơi ít đó. Cũng ngon các bạn. Thơm. Này trời nóng nóng uống ngon. Ngon chứ. Phượng làm ly gì uống thấy cũng ngon lắm. Thơm mùi xoài. Đỏ đỏ mùi thanh long. Thanh long thì không có nhiều, thành ra mình nói thơm thì nó hơi xạo quá. Túi vậy có một chút thanh long rồi các bạn ơi. Nói chung là một bịch vậy Phượng nghĩ là có một trái thanh long thôi. Xoài hơi nhiều nè, mà xoài không có chua nha. Phượng thấy xoài không có chua. Tại mình sai, mình thấy cái ly sinh tố của mình nó ngọt lắm. Xoài độ chua không có, ngọt. Chua ngọt ngọt. Cục thanh long đỏ. Thanh long đông đá cũng ngon quá chứ. Còn làm răng ly sinh tố trong đây là có xoài nè, có thanh long nè, có một trái chuối với lại phụng mít với lại cái sữa almond này nè các bạn. Thì thường á thì nhà mình hay uống cái loại này, còn nếu mà qua uống sữa tươi á bỏ vô kiểu rất ngon hơn á. Ngon. Mình làm sinh tố bằng trái cây đông đá các bạn, mình không cần bỏ nước đá. Hồi đó bên Việt Nam Phượng biết á, thì Phượng làm sữa rồi nước đá rồi trái cây á, mà trái cây không có đông đá đó. Sau này qua đây á mình biết rồi, cái mình dùng trái cây đông đá vậy nè làm sinh tố ngon lắm. Nói chung là uống cũng được ha, tiện nữa. Trái cây người ta họ họ làm sẵn vô túi gì, mình về mình chỉ cắt ra cái mình bỏ vô mình làm ly sinh tố uống ngon lành. Nhưng mà nghĩ cái này mùa hè uống ngon hơn, mùa đông lạnh quá uống không ngon. Cũng được chứ. Để Phượng quay cái bịch này cho các bạn xem ha. Nay có cồ họ bán, Phượng đi mấy lần trước rồi, Phượng mua rồi mà về mình không có thời gian mình quay phim mình review cho cô chú anh chị em và các bạn xem á. Sao cũng nhắc nhở hoài, sao nói sao mua cái bịch thanh long về không review, tại vì mới thấy có cồ bán lần đầu tiên ha. Thanh long ruột đỏ mix với lại xoài nè, ngon chứ. Nói chung bịch này mua được á, Phượng uống Phượng thấy ngon á, theo Phượng thì Phượng thấy ngon với lại tiện nữa. Thì Phượng cũng hay nói đó, thường thường ở nhà mình mà hay mua trái cây, mình không mua trái cây tươi về mình rửa đâu, mình mua là blueberry nè, hoặc là dâu tây á, trong có cò họ bán đông đá rồi Phượng mua, Phượng về Phượng sai sinh tố. Chuối á, thì nhà mình á, mình mua chuối về mình ăn hết á, mà có những cái trái chuối chín á, Phượng cắt ra, Phượng lấy vỏ ra rồi Phượng bỏ vô tủ lạnh, Phượng đông đá vậy nè. Mình bẻ hai bẻ ba ra để mà mình khi mình lấy dễ hơn. Rồi Phượng cứ để vậy rồi đông đá rồi cái mình bỏ với trái cây mình uống thôi à. Đúng rồi. Ngon chứ các bạn, thơm ngon ha. Để kìm nhóc ra uống. Cho em bảo uống trước, em bảo uống trước đi. Ngon không hả? Nè nè nè, nãy giờ chưa có chạm bà cô chú. Thanh long. Em này thích uống thanh long lắm, chạm bà cô chú đi. Chạm bà cô chú đi rồi. Chạm bà cô chú. Nè. À má phẩm xuống. Uống xong mới chạm cho đừng bể cái ly nha con. Nguy hiểm, bể cái ly gì, để xuống. Bể. Sợ với em này quá. Giờ làm thêm ly cho chị hai nữa. Chị hai cũng muốn uống nữa. Để sát sát vô con. Cẩn thận á, bể cái ly, bể cái ly nè. Sợ bể cái ly mà sợ chúng con chảy máu á. Chuối mà chín á, ngọt lắm các bạn. Thành ra là mình làm sinh tố ngon lắm. Ngon đó. Rồi để mẹ làm sinh tố cho mấy em mà lấy sữa nha. Ngon không Bảo? Hả?
Con review con nói mặt con chú thanh lanh ngon không? Cười, cười là biết ngon rồi phải không? Cho mấy em nhỏ thì Phượng dùng sữa tươi. Mình lớn uống cũng hạn chế rồi nha, không có dùng sữa. Cho nên như thế này. Mình pha cho ăn ly rồi uống hết luôn kìa. Con bà cô chú thêm bảo uống ngon, bảo uống hết, bảo thích lắm. Bảo uống nước này giúp gì đây? Nước thay em ăn. Nước thay lắm. Nè, nước này nước gì? Nói bà cô chú nghe nước gì? Nước trái thanh long hả? Thích lắm, tại dẫn em đi Happy Lemon á, cho em uống nước thanh long cái em thích quá. Bữa đi Costco thấy cái sang đó trong đây có thanh long rồi Phượng hôm mua về làm cho bảo uống thử ngon không? Wow, ngon quá ha. Lạnh. Thôi tạm biệt ông bà cô chú đi. Tạm biệt anh bà chú nha. Tạm biệt ông bà cô chú nha. Video chia sẻ của gia đình mình đến đây xin tạm dừng. Phượng cũng con hả? Thôi con lên con uống đi rồi lát mình làm cho con thêm ly nữa. Nè con lên con uống rồi nói cho bà con chú là nước thanh long ngon không? Lấy bằng cái muỗng. Cái muỗng hả? Nữa. Nữa. Sao thôi cho chị Hai uống rồi. Ngon không? Trời ơi con uống rồi con có mời bà cô chú không? Mẹ ông bà cô chú nha. Yeah. Rồi rồi con chào bà cô chú đi. Chào bà cô chú. Uống đi con. À con hả? Con hả? Tới con rồi con hút nè, con hút nè, con hút đi. Đừng cẩn thận mày sợ là bể cái ly về chúng tụi con thôi chứ mẹ không sợ bể cái ly tình đâu. Yêu. Tình yêu hả? Rồi tình yêu hả? Rồi, Phượng cảm ơn cô chú, anh chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi video của gia đình mình. Phượng kính chúc cô chú, anh chị em và các bạn thật nhiều sức khỏe nè, vui vẻ, hạnh phúc và an lành bên người thân yêu và gia đình. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video này của gia đình mình luôn. Giờ video tới đây cũng đã dài rồi. Phượng xin bye bye cô chú, anh chị em và các bạn nha. Hẹn gặp lại cô chú, anh chị em và các bạn vào những video chia sẻ kỳ tới. Bye bye đi con. Bye bye. Chào đi con. Chào tạm biệt đi đủ. Bảo chào tạm biệt ông bà cô chú đi. Nhà cô chú nghe mê cả mê uống à. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi video của cô chú, anh chị em và các bạn nha. Hẹn gặp lại cô chú, anh chị em và các bạn vào những video kỳ tới. Cũng giống như là những lần mình đi Costco, rồi lại mình review những cái đồ ăn của Costco. Đồ nào ngon thì mình nói ngon, còn đồ nào nó dở thì mình thật sự là mình nói dở để cô chú, anh chị em và các bạn mình đó. Mình tránh đừng mua về giỏi ăn không được, bỏ uổng tiền ha. Bye bye đi con. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Rồi, bye bye nha. Nhiều sức khỏe Happy Halloween. Chúc bà cô chú nhiều sức khỏe. Chúc bà cô chú nhiều sức khỏe. Và cô chú ơi, hôm nay là Happy Halloween. Mọi người nhớ nhớ trang trí nhà nha. Dạ. Cảm ơn Tường nha. Happy Halloween ông bà cô chú đi. Happy birthday Halloween bà cô chú. Rồi, bảo Happy Halloween ông bà cô chú đi. Happy Halloween. Rồi thôi bye bye các bạn. Ông bà cô chú nhớ đăng ký.